Nhiên xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2015, VietTV đang có mặt trong chương trình gây quỹ để duy trì cho làn sóng Đáp Lời Sông Núi. Đó là một đài phát thanh được truyền đi từ châu Á và chương trình này do lực lượng cứu quốc tổ chức. Đây là lần thứ 3. Để biết thêm chi tiết về chương trình này như thế nào, xin mời quý vị cùng VietTV theo dõi một vài phỏng vấn sau đây. Và cái suy nghĩ của cái ban tổ chức chúng tôi là làm sao tái hiện và giới thiệu cho cái quý vị khán giả của hải ngoại cũng như là các cái bạn bè người Mỹ và người nước ngoài ở Mỹ biết được cái bản chất văn hóa của người Việt Nam như thế nào, muốn xây dựng cho người ta có một cái nhìn chính xác về những cái phụ nữ Việt Nam, về cái quần áo, về cái phong cách và tất cả những cái sinh hoạt của người Việt Nam được tinh tế, cái sự tinh tế và một cái sự đẹp duyên dáng như thế nào. Cho nên là khi chúng tôi làm thì chúng tôi rất là cân nhắc về cái y trang, y phục, về âm nhạc và chúng tôi tạo lên được một cái không khí của một cái miền Nam tự do, làm sao cho người ta thấy được là miền Nam tự do đó là một cái đại diện của người Việt Nam. Nghệ thuật thì không thể nói là chúng ta làm hời hợt được, tại vì chúng ta làm với một cái tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, đối với cộng đồng. Cho nên là một cái tiết mục mà chúng tôi dàn dựng thì từ 3 tháng tới 6 tháng. Và một cái chương trình thì chúng tôi thường thường lên trước một năm. Và khi lên như vậy thì chúng tôi lên một cái schedule và chúng tôi chọn một cái tiêu điểm, một cái điểm nhấn để chúng tôi chuyển tải vào. Như hôm nay là một cái chương trình Đáp Lời Sông Núi là để kêu gọi đồng hương cùng góp tay vào để nói lên tiếng nói dân chủ tự do và một cái tiếng nói thật sự của người Việt Nam yêu nước. Thì chúng tôi làm sao xây dựng được những cái hình tượng của người Việt Nam, những cái tinh hoa của Việt Nam và những cái tinh thần của người Việt Nam ở hải ngoại, chúng ta đã phấn đấu như thế nào, chúng ta đã sống như thế nào và ngày hôm nay chúng ta có trách nhiệm gì với Tổ quốc. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, Tổ quốc lâm nguy sương máu đầy tâm hồn nhân dân. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sang sáng ta thể chết cho quê hương. Đây muôn chiều con tim, đây muôn chiều khối óc cùng dòng máu Việt Nam. Đây hương đạo vương, đây lý lệ trần, 4000 năm chưa một lần khuất phục ngoài xâm. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, Tổ quốc lâm nguy sương máu đầy tâm huyết nhân dân. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ giang sơn ta thể chết cho quê hương. Chắc là một số quý vị cũng đã từng nghe đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, là một đài mà chúng tôi đã thực hiện liên tục hơn 4 năm qua. Khi mà đài BBC cũ phát về Việt Nam đã ngừng hoạt động thì chúng tôi đã mướn lại cái làn sóng đó để mà thực hiện cái đài Đáp Lời Sông Núi. Và đây là một cái đài mà trực tiếp phát về Việt Nam qua làn sóng 1503 kilo chu kỳ AM trên làn sóng trung bình từ 9 giờ rưỡi tối cho tới 10 giờ đêm. Thì những người ở Việt Nam họ có thể bắt nghe được. Thì cái mục đích của cái chương trình ngày hôm nay là gây quỹ để cho đài có cái phương tiện tài chính để tiếp tục gửi tiếng nói đấu tranh hàng đêm về cho đồng bào ở trong nước. Năm nay là năm thứ 3 chúng tôi tổ chức tại thành phố Houston. Lần đầu tiên là năm 2013, rồi năm 2014 và năm nay 2015. Thì ngoài cái vấn đề tổ chức gây quỹ ở Houston thì chúng tôi cũng có tổ chức những cái buổi gây quỹ ở khắp nơi trên thế giới. Kính thưa quý khán thính giả, thì quý vị cũng biết rằng là cái tổn phí mà để điều hành một cái đài mà phát về Việt Nam đó nó rất là cao. Trung bình một cái chương trình phát thanh có nửa giờ đồng hồ khi mà phát về Việt Nam là tốn phí khoảng chừng 300 Mỹ Kim. Thì cái tiền mướn làn sóng đó là khoảng chừng 10.000 Mỹ Kim một tháng. Cộng vào đó chúng tôi có những cái chi phí để điều hành đài, để trả thù lao cho một số những thông tín viên làm việc, nhất là những người làm ở trong nước, một số ít thôi. Đa số những cộng tác viên của đài đều là làm việc miễn phí. Thì cái số đó lên cộng thêm khoảng 5-6.000 Mỹ Kim nữa. Thành thử ra một tháng đó chúng tôi phải có 16.000 Mỹ Kim để mà trang trải cho đài. Một cái buổi gây quỹ như vậy đó thì như năm ngoái chúng tôi đem về được khoảng chừng 160.000 Mỹ Kim. Nhưng mà trừ hết những cái chi phí đó thì còn lại khoảng chừng 120.000. Đó thì cũng đủ để mà trang trải chừng khoảng 8-9 tháng cho đài thôi chị. Quý vị có thể vào cái trang nhà của đài Đáp Lời Sông Núi, viết tắt là Radio DLSN, là viết tắt cho chữ Đáp Lời Sông Núi, radiodlsn.com. Thì trong đó quý vị có thể tìm hiểu tất cả những cái chi tiết về đài, những người thực hiện và chủ trương cái đài, cũng như là quý vị có thể nghe mỗi chương trình phát thanh của đài. Và quý vị nếu mà quý vị cảm thấy rằng là những cái công việc làm của anh em chúng tôi là một công việc có ý nghĩa và giúp cho được cái công cuộc đấu tranh giành lại được cái sự độc lập, dân chủ, tự do cho quê nhà, thì quý vị có thể vào trong cái hệ thống PayPal
của website đó, và quý vị có thể đóng góp qua cái hệ thống PayPal đó. Những người mà đến ngày hôm nay phải nói là đa số là những người rất là quan tâm tới tiền đồ của đất nước và những hạnh phúc của toàn dân, thành thử ra chúng tôi rất là vui mừng. Dạ, cảm ơn nha sĩ đã cho VTV một vài cái phỏng vấn cũng như là một chia sẻ một vài điều về cái chương trình ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn chị Tuyết Nhi và cảm ơn tất cả quý khán giả. Nguyện bảo vệ giang sơn, từng tấc đất, từng cây cỏ, từng phố phường, từng con đường, từng bờ biển quê hương. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Tổ quốc năm nguy, sương máu này ta hiến hiến dâng. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ gia sản, ta thề chết cho quê hương. Đây một chiều con tim, đây một chiều khối óc cùng dòng máu Việt Nam. Đây hai bàn chân, đây lý lẽ trần, 4000 năm chưa một lần khôi phục ngoài sông. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Tổ quốc long uy, sương máu này ta nguyện hiến dâng. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ gian san, ta thề chết cho quê hương. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Trong hơn 4 năm vừa qua đó thì hơn 1500 buổi phát thanh chuyển về Việt Nam. Và người đồng bào trong nước rất là vui và rất là hy vọng vào cái tiếng nói này. Và bởi vì từ xưa đến giờ người ta bị bưng bít thông tin. Có thể nói rằng một cái đài đấu tranh mà làm cho Cộng sản Hà Nội hết sức là bối rối. Do đó họ tìm đủ mọi cách để phá rối cũng như là cấm đoán đồng bào. Nhưng mà cái gì càng cấm thì người ta càng theo dõi. Đó là những cái thành quả tôi có thể tóm tắt như vậy. Cảm ơn bác rất nhiều. Chào cô. Vâng, chúng tôi là Trần Quốc Bảo đến từ Nam California, Hoa Kỳ. Chúng tôi là Chủ tịch Hội đồng Địa hợp Trung ương Lực lượng Dân tộc Cứu quốc Tổ quốc. Đài phát thanh Đáp lời sông núi là chúng tôi thực hiện chương trình nhưng mà phát sóng là tại một cái trạm phát ở tại Đông Nam Á về Việt Nam chứ không phải là phát sóng tại Hoa Kỳ. Bởi vì cái đối tượng chính yếu của Đài phát thanh Đáp lời sông núi là dân chúng Việt Nam ở trong nước. Vì vậy chúng tôi thuê cái trạm phát sóng ở Đông Nam Á để phát làn sóng trung bình về Việt Nam, và đồng bào ở trong nước từ Bắc chí Nam đều nghe được làn sóng đó. Cảm ơn bác. Xin chào VietTV và xin chào cô. Một vài phút vừa qua thì VietTV đã gửi đến quý vị một vài tường trình về một buổi tiệc gây quỹ giữ lại làn sóng radio Đáp lời sông núi. Thưa quý vị, nếu quý vị nào không tham gia được chương trình này mà xem trên hệ thống đài VietTV, quý vị có thể liên lạc với ban tổ chức cũng có thể ủng hộ đến với chương trình, địa chỉ cũng như là số phone mà VietTV đã để dưới màn hình. VietTV rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và xin kính chúc quý vị một ngày thật nhiều bình an và hạnh phúc. Tuyết Nhi, VietTV tường trình từ Houston, Texas.